mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một chủ đề mà mình tin chắc là có rất nhiều chị em ngoài kia cũng đang gặp phải giống như mình. Đó chính là vấn đề về xử lý vùng lông dưới cánh tay, hay còn được gọi là lông nách. Mình không rõ là mọi người đang xử lý vùng lông dưới cánh tay như nào, nhưng mà bản thân mình thì đã áp dụng khá là nhiều cách rồi. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người theo timeline đi, từ khi mà mình dậy thì cho tới bây giờ nhá. Biện pháp đầu tiên mà mình tin chắc là hầu hết tất cả mọi người đã áp dụng, đó chính là biện pháp dùng nhíp để nhổ. Thì mình nhớ là ngày mình mới dậy thì tầm ngày đấy cũng là tầm lớp 6, lớp 7 thì bắt đầu mới thấy rất là lạ, bởi vì có vùng lông ở dưới cánh tay mọc ra. Và mình có ở cùng với một chị gái họ, thì chị luôn có một thói quen đấy là lôi mình ra để nhổ lông, không biết tại sao mà lại có thú vui đấy. Sau đó thì bắt mình nhổ lại. Đấy thì biện pháp đầu tiên mà mình xử lý vùng lông dưới cánh tay đó chính là dùng nhíp để nhổ. Và lúc đấy thì mình cảm thấy khá là thích, bởi vì đấy là biện pháp đầu tiên mình sử dụng. Thành ra là mình chỉ đau mấy cái lần đầu thôi, sau đó thì mình quen rồi thì mình còn cảm thấy thích thú nữa. Và cái hoạt động này thì kéo dài tầm 1 tới 2 năm, cho tới khi mẹ mình phát hiện được là mình đang sử dụng cái biện pháp điên rồ đấy. Thì mẹ mình đã mua cho mình một cái tuýp kem tẩy lông, mình không nhớ rõ là hiệu gì nữa, nhưng cũng chính bởi vì cái tuýp kem đó mà làm mình ấn tượng cực kỳ xấu với kem tẩy lông. Bởi vì là mình không nhớ là ngày đấy mình dùng có đúng cách không, nhưng tóm lại là mình dùng và mình không cảm thấy hiệu quả, kiểu cái mùi của nó rất là kinh. Sau đó thì mình bôi lên ở cái vùng da dưới cánh tay thì nó không ra ấy, mặc dù mình có lấy cái dụng cụ đi kèm để mình cạo cái phần kem và cái phần để nó cạo lấy được cái lông da, nhưng mà nó không ra. Thành ra mình có ấn tượng rất là xấu với kem tẩy lông. Từ đấy thì mình đã không dùng cái loại kem này nữa. Thì đến tầm cấp 2, những năm cuối cấp 2 và cấp 3 thì thực sự mình không còn nhớ là mình đã làm gì với nó nữa. Thế nhưng mà tiếp theo ấn tượng nhất đó chính là những năm đầu đại học thì mình có ở cùng phòng với khá là nhiều bạn bè cũ của mình, và bọn mình lại tiếp tục có một cái thú vui đấy là nhổ lông nách cho nhau. Trời ơi, bây giờ mình nghĩ lại mình thấy thực sự là đấy là một cái quãng thời gian kinh khủng, nhưng mà không biết tại sao lúc đấy bọn mình lại rất là enjoy, rất là thích, chỉ đợi tới 2-3-4 ngày tiếp theo để có lông mọc lên, sau đó thì nhổ cho nhau. Bây giờ nghĩ lại thấy thật là kinh khủng, bởi vì đến bây giờ khi mình quan tâm đến cơ thể của mình hơn thì mình mới thấy đấy là những cái thói quen rất là xấu. Và cái việc mà nhổ lông, dùng nhíp nhổ sau bao nhiêu năm liên tiếp như vậy thì nó dẫn tới một cái hậu quả mà đến bây giờ mình vẫn không thể nào mà làm cho nó về như bình thường được. Đấy chính là cái phần lỗ chân lông ở vùng da này của mình nó rất là to, và có lẽ là trên cơ thể mình cái phần mà mình tự ti nhất thì chắc là cái vùng này. Và mình nghĩ đó là hậu quả của bao nhiêu năm mình sử dụng nhíp để nhổ lông. Thì mình nghĩ là mọi người nếu mà vẫn tiếp tục đang nhổ bằng nhíp chẳng hạn thì mọi người hãy dừng lại ngay, bởi vì là thực sự thì nó để lại một cái hậu quả rất là kinh khủng. Mà đến khi chúng mình lớn hơn một chút, chúng mình muốn mặc áo 2 dây hay là chúng mình muốn hở ra nhiều hơn một chút thì chúng mình lại bị tự ti bởi vì cái vùng da như vậy. Đương nhiên là bây giờ có rất là nhiều những cái biện pháp thẩm mỹ làm cho nó mịn hơn, trắng hơn, nhưng mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để đi thẩm mỹ, đúng không? Nói chung là càng lớn khi càng ý thức được là mình phải đẹp hơn thì mình cũng rất là đau đầu với cái vấn đề vùng lông này, và mình cũng đi tìm một cái biện pháp khác nó hiệu quả hơn và nó lâu dài được hơn. Thì khoảng 1 cho tới 2 năm trở lại đây thì trên Facebook quảng cáo rất là nhiều những cái chương trình của những spa, đó là trị lông vĩnh viễn với 399k hay là với 350k rồi không bao giờ mọc lại các kiểu. Thì mình có tìm được một cái spa gần nhà của mình và mình đi trị. Thì cái gói đấy của mình nó là 350 hay là 399 thì đấy mình không nhớ, nhưng mà nó là cái liệu trình 10 lần trượt lông thì để lông sẽ được trượt vĩnh viễn. Nhưng mà rất là unfortunately đấy là mình đang trượt dở thì cái spa đấy nó bị đóng cửa, nó bị phá sản đấy. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của mình đến lần trượt thứ tư nhá. Mình trượt tới lần thứ tư thì họ đi đâu mất, không thèm chăm sóc khách hàng nữa luôn. Rồi ok, quay lại thì đấy là mình có đi trượt thì họ trượt bằng cái tia laser ấy. Đầu tiên thì họ sẽ thoa một cái lớp gel ở trên
Mac của mình. Sau đó thì họ triệt nhanh lắm, họ di đèn một lúc thôi, nói chung là tầm, mình không nhớ nhưng mà chắc tầm 1 phút, 1 cho tới 2 phút làm rất là nhanh, không có tốn thời gian cả. Nếu như mà cái spa gần nhà nữa thì càng tiện. Đó thì mình có đi, lần thứ nhất mình đi thì xong tích cực, kiểu nách sạch sẽ, mềm mịn, không còn cái gì nữa. Nhưng mà tới ngày thứ 2, thứ 3 chẳng hạn thì lông bắt đầu mập lại. Nhưng mà nó có cái rụng, có cái còn giữ lại. Và tới liệu trình thứ 2, sau khi kết thúc cái lần thứ 2 thì lông, thời gian lông mọc lại nó lâu hơn tầm 4 tới 5 ngày. Và khi mà nó mọc lại thì kiểu cái chân của nó bị yếu ấy, nó tự rụng, nói chung là cũng khá là thích. Sau lần thứ 3 thì cũng tiếp tục giống như lần thứ 2. Và tới lần thứ 4 thì mình thấy là sau khoảng 2 tuần, 1 tới 2 tuần thì lông mới bắt đầu mọc lại. Đó thì mình định tiếp tục đi trị nữa nhưng mà họ lại sập mất rồi, thành ra là mình cũng kiểu thấy chán ấy. Rồi sau đó thì đến bây giờ thì mình thấy là nó vẫn mọc lại bình thường, y như ngày xưa, không có khác gì cả. Có thể là nếu như mà chúng ta theo đúng 10 buổi thì cái hiệu quả của nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà mình cũng có bạn, mình cũng đi trị 10 buổi nhưng đến bây giờ thì nó chỉ mọc ít đi thôi, còn thật ra nó vẫn mọc. Thực ra mình cũng thấy là cái biện pháp này nó cũng chỉ là quảng cáo thôi. Nên là 300.000 thì nó cũng không phải là một số tiền quá là lớn. Vậy nên nếu như bạn nào mà muốn trị theo cái biện pháp này thì mọi người cũng cứ thử xem sao. Bởi vì ít nhất là trong tầm thời gian đầu thì nó cũng không mọc lại. Rồi chúng ta sẽ đến với những cái biện pháp cuối cùng, đó chính là biện pháp dùng dao cạo. Thì đầu tiên đi là mình chưa bao giờ dùng dao tem để cạo cả. Mình có thấy bạn cùng phòng của mình, một bạn khác cùng phòng của mình dùng dao tem để cạo và mình cảm thấy rất là sợ ấy. Thực sự là mình chỉ sợ nó xước vào da thôi, thành ra là mình không bao giờ thử luôn. Mình không nhớ là mình thử bao giờ chưa, nhưng mà ví dụ có thử thì cũng chỉ là một lần thôi và hầu như là mình không có ký ức gì về cái việc là mình dùng dao tem để cạo cả. Vậy nên là cái đấy thì tùy từng thói quen từng người thôi, nhưng mà mình không thích cái đấy và mình cũng không recommend cái đấy cho mọi người bởi vì nó rất là dễ bị vào ấy. Bởi cái vùng da này nó đâu có bằng phẳng đâu, nó dễ bị xước vào, nói chung là hình dung ra là thấy sợ rồi. Đó, thì mình cạo như nào, mình có dùng dao thì nhưng mà nó không phải là một cái dao tem mà nó là một cái lưỡi dao của cái cạo râu như thế này. Thực ra cái biện pháp này thì nó không phải là chuyên biệt cho vùng lông ở dưới cánh tay, nhưng mà nó mình rất là vô tình thôi, khi mà mình tắm thì mình có thử dùng dao cạo râu của bố, của người yêu để mình cạo thử. Thì trời ơi, kiểu như phát hiện ra một cái dụng cụ vô cùng là hiệu nghiệm cho cái vùng lông kinh khủng của mình ấy. Đó thì mình không chưa sử dụng qua quá là nhiều loại, nhưng mà có test một số những loại khác nhau rồi. Nhưng mà cái loại dao cạo cuối cùng mà mình thấy ổn nhất cho tới bây giờ đó chính là cái dao cạo của hiệu Gillette. Mình nghĩ là các bạn trai thì sẽ biết cái này hơn các bạn gái, nhưng mà nếu bạn nào mà chưa biết mà đang muốn tìm một cái dụng cụ cạo mà nó dễ dàng hơn thì mọi người có thể nốt lại cái tên này nhá, mình sẽ để ở trên màn hình cho mọi người. Và mình sử dụng cái này như nào thì mình sẽ sử dụng khi mà không phải là tự nhiên thấy nó dài lên xong rồi người khô xong cạo đâu, như thế rất là đau. Mọi người có thể thấy là các bạn trai thì các bạn ý cạo râu, các bạn ý cần phải có một cái kem tạo bọt để cạo cho nó bớt rát ấy, thì bọn mình cũng vậy. Nhưng mà bọn mình không lách cách từ cái mức mà đi mua kem tạo bọt để cạo râu về để cạo vùng lông này đâu, mà mình sẽ dùng như sau. Đấy là khi mà mình tắm thì đến cái lúc mà thoa sữa tắm, sau đó thì mình gột nước hết gần hết đi để cho nó chỉ còn kiểu dính dính thôi, nó chưa sạch hẳn đấy. Thì mình sẽ khi đó thì cái vùng da của mình nó cũng mềm hơn, thì mình sẽ dùng cái này để mình cạo thì nó không bị đau gì cả và rất là cảm giác như nó mềm hơn thì nó cạo cũng sẽ dễ hơn. Mình chỉ cần đưa hai đường thôi, một đường trên một đường dưới là hết rồi. Kiểu như mình cũng có nhiều lông nhưng mà nó không phải cái đến cái mức mà quá là nhiều và nó quá là kiểu diện tích rộng ấy, thành ra mình chỉ một cái trên một cái dưới là sạch rồi. Cảm giác thì rất là thích, thế nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, đấy là bởi vì chúng mình cạo thành ra nó không hết được cái chân lông, thế nên là chỉ tầm 2-3 cho tới 4 ngày thôi thì nó đã mọc lại rất là nhanh rồi, tức là nó cũng nhú lên đủ để chúng mình cần cảm thấy kiểu ngứa ngứa dặm dặm ấy thì chúng mình đã phải dùng lại rồi. Nhưng mà mình thấy đến bây giờ khoảng hơn một năm nay mình sử dụng cái biện pháp này thì mình không cảm thấy khó chịu gì cả, bởi vì nó tiện, khi mà mình tắm thì mình làm luôn chứ nó cũng không tốn quá nhiều thời gian ấy. Mà thật ra mình còn có một cái thú vui rất là điên rồ, đấy là mình còn thích cạo đó. Thì đến bây giờ thì đây là cái biện pháp mà mình cảm thấy thích nhất và hữu hiệu nhất đối với bản thân mình. Thì mọi người cũng có thể tham khảo, nếu như mọi người chưa thử thì cứ thử nhá, mình thấy cũng khá là thích rồi. Với những bạn nào mà sợ dao cạo, dao tem nói chung thì mình có một cái gợi ý cho mọi người, đó là một cái sản phẩm máy
máy trượt lông. Cái máy này thì không những là chỉ cho vùng da dưới cánh tay mà còn có thể cho da chân, da tay, nhưng mà cái diện tích, cái đầu của nó khá là bé, thành ra là mình thấy nó chỉ hợp lý với cái vùng nách của bọn mình thôi. Còn cái phần này thì kiểu chắc là phải làm rất là nhiều và như thế nó không được tiện lắm, thì chúng mình dùng những cái miếng wax nó rộng hơn thì nó sẽ tiện hơn. Đó thì bạn này là của hiệu Kamei cái gì đấy. Thì đây là một cái máy sản xuất của nội địa Trung thôi, không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng mà vấn đề nó Trung xuất xứ ở đâu nó cũng là một vấn đề quan trọng. Nhưng mà mình thấy là các bạn Trung Quốc giỏi lắm. Chúng ta không, mình không thích dùng mỹ phẩm Trung Quốc thôi, nhưng mà những cái này thì mình vẫn dùng đồ của Trung Quốc bình thường, ok. Đầu tiên thì đấy là cái thiết kế của nó khá là đẹp, xinh, nhỏ gọn. Thì nó có một cái đầu như này và cái lưỡi dao của nó thì chìm vào bên trong, thành ra là nó, bạn sẽ không có một cái cảm giác gì đấy kinh khủng khi mà cho một cái cảm giác như là cho một cái lưỡi dao hay cái gì đấy lên người. Thì bạn chỉ việc lắp pin vào, cho cái đầu này vào, sau đó thì chuyển động và xoay tròn đến những cái vùng mà có lông thì nó sẽ tự nhiên lấy được hết những cái lông đi, và nó cũng sẽ gặp phải một vấn đề giống như là dùng da cạo đấy, là nó chỉ làm được sạch bề mặt thôi, còn cái chân của lông thì nó vẫn có, nên là chỉ sau 2-3 ngày thôi thì lông sẽ mọc lại. Nhưng mà cái này thì mình lại cảm thấy rất là an toàn cho những bạn nào mà không thích nhổ, sợ đau, không thích dùng dao cạo vì sợ bị xước da. Đó thì đây là một cái, cũng là một cái giải pháp khá là hay. Ok, vậy là mình đã chia sẻ với mọi người tất cả những cái biện pháp, những cái cách thức mình áp dụng để xử lý vùng lông dưới cánh tay rồi. Và không biết là mọi người thì đang sử dụng biện pháp như nào. Nếu như mọi người có bất cứ một cái biện pháp gì đó nó hiệu quả với mọi người thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Bởi vì là mình vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm một cái biện pháp nó tốt hơn những cái mà mình đã sử dụng. Đó. Và để kết thúc video này thì mình sẽ làm một cái giveaway nhỏ nhỏ, đó là mình sẽ tặng cho một bạn may mắn một cái máy cạo lông xinh đẹp màu hồng phấn này. Và mọi người hãy check phần mô tả để có thể tham gia được giveaway nhé. Cuối cùng thì mọi người đừng quên follow mình trên Facebook Queen cũng như là Instagram I am Queen gạch dưới Queen. Instagram này thì mình cũng mới lập thôi, vậy nên bạn nào chưa biết thì có thể follow nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký subscribe channel của mình để giúp Queen đạt được 100 nghìn sub trong năm nay nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc mọi người luôn xinh đẹp. Bye bye.